Hôm nay ngày 1 tháng 7 năm 2020 Thứ tư tuần thứ 13 mùa thường niên năm chặn Trích sách tiên tri Amos Các ngươi hãy tìm sự lành và đừng tìm sự dữ Để các ngươi được sống Và như vậy Chúa là Thiên Chúa các đạo binh Sẽ ở cùng các ngươi Như các ngươi đã nói các ngươi hãy ghét sự dữ và yêu sự lành. Hãy lập công nơi cửa thành như vậy có lẽ chúa là thiên chúa các đạo binh sẽ thương xót những kẻ còn sót lại bởi chi tộc du xe ta khinh ghét và chê bỏ những ngày lễ trọng của các ngươi ta không thèm ngửi mùi hương trong các kỳ hội của các ngươi nếu các ngươi dâng cho ta của lễ toàn thiêu và phẩm vật ta sẽ không chấp nhận ta cũng không nhìn đến các lễ khắng tốt đẹp của các ngươi ngươi hãy mang đi cho xa ta giọng hát lời ca của ngươi ta sẽ không nghe tiếng đàn ca của ngươi sự công minh sẽ biểu lộ như nước chảy và sự chính trực như suối chảy mạnh đó là lời chúa ta ơn chúa ai đi đường ngay thăng ta chỉ cho biết ơn thiên chúa cứu đồ hỡi dân tộc của ta hãy nghe ta nói hỡi israel ta sẽ chứng tỏ lời phán đôi ngươi ta là thiên chúa đức thiên chúa của ngươi ai đi đường ngay thẳng ta chỉ cho biết ơn thiên chúa cứu đồ ta không khiến trách ngươi về chuyện dân lệ vờ vì lẽ toàn thiêu của ngươi đặt ở trước mặt ta luôn Ta không nhận từ nhà ngươi một con bò non Cũng không nhận từ đàn chiên ngươi những con dê được Ai đi đường ngay thẳng Ta chỉ cho biết ơn Thiên Chúa cứu đồ Vì ta sở hữu mọi muôn thu sân lâm và muôn ngàn súc vật ở những miền non nuôi ta biết hay thầy mọi giống chim trời và động vật sống nơi đồng ruộng ta cũng dò ai đi đường ngay thẳng ta chỉ cho biết ơn thiên chúa cứu đồ nếu ta đòi ta không phải nói với ngươi vì ta là chủ địa cầu mọi cái chưa đầy trong đó Phải chăng ta thèm ăn thịt bò Hay là ta thèm uống tiết di ư Ai đi đường ngay thẳng Ta chỉ cho biết ơn Thiên Chúa cứu đồ Tại sao ngươi kể ra những điều huân lên Và miệng ngươi thường nói về minh nước của ta Ngươi là kẻ không ưa lời giao huân Và ném bỏ lời ta lại sau lưng Ai đi đường ngay thẳng Ta chỉ cho biết ơn Thiên Chúa cứu đồ Alleluia, Alleluia Ước gì hôm nay các bạn nghe Thiên Chúa Và đừng cưng lòng Alleluia Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh mắt theo. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Xê-ra-sa thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mã đi ra. Chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua lại đường ấy và chúng kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con Thiên Chúa Chúng tôi có can chi đến ông. Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao? Cách đó không xa, có một đàn heo lớn đang ăn. Các quỷ này xin người rằng, nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo. Người bảo chúng rằng cứ đi. Chúng liền ra khỏi, đi nhập vào đàn heo. Tức thì cả đàn heo từ bờ dốc thẳng nhào xuống biển và chết chìm dưới nước. Các người chăn heo chạy trốn về thành, báo tin ấy và nói về các người bị quỷ ám. Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giêsu. Khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng của họ. Đó là lời Chúa, lạy Chúa Kitô, người khen Chúa chọn chúa hay chọn thế gian các người chăn heo chạy trốn vào thành kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám bây giờ cả thành ra đón đức giê xu và khi gặp người họ xin người rời khỏi vùng đất của họ bắt theo chương 8 câu 33 đến 34 suy niệm để cứu một con người khỏi xiềng xích của ma quỷ để trả lại cho anh ta giá trị cao quý của một con người. Chúa Giêsu đã không ngần ngại cho quỷ nhập vào đàn heo, khiến chúng lao hết xuống biển. Thế nhưng đối với những người dân miền ra, thì cái giá đó là quá đắt. Họ thà để một người anh em của họ bị ma quỷ khống chế vùi dập còn hơn mất đi một đàn heo. Vì thế, khi chứng kiến phép lạ đó, tất cả dân làng ra đón gặp Đức Giêsu và xin người rời khỏi vùng đất của họ. Có thể họ cũng không chờ một ngôn sứ hay một đấng có uy quyền đến diệt trừ ma quỷ để họ sống bình an. Nhưng họ không thể từ bỏ những giá trị vật chất của thế gian này để đặt niềm tin vào Đức Giêsu Kitô. Mời bạn, ốc thực dụng và tinh thần thế tục luôn là trở ngại lớn lao cho niềm tin vào Thiên Chúa để cứu chuộc bạn. Thiên Chúa đã trả một cái giá rất đắt gấp bội phần, đó là Ngài trao ban chính con một là Đức Giêsu Kitô để chịu chết đền tội cho bạn. Bạn đã đáp trả và đón nhận tình yêu vĩ đại đó như thế nào? Nỗ lực không ngừng để bước sát theo Chúa Giêsu hay chấp nhận lối sống theo chủ nghĩa tương đối, sống lời Chúa? Bạn hy sinh thời gian, đến với Chúa trong thánh lễ hàng tuần hoặc nhiều hơn mỗi ngày vì đó là cái giá thể hiện tình yêu của bạn với Chúa. Cầu nguyện Lạy Chúa, xin cho con biết theo sát Chúa hơn, yêu Chúa hơn, sống cho Chúa hơn và cho con luôn tâm niệm như Thánh Phaolô để trong mọi sự Chúa đứng hàng đầu. Thư của Thánh Phaolô Tông Đồ và tín hữu Colosse chương 1 câu 18 Trích thông suy niệm lời Chúa Một cách trả thù Những người thổ dân Nam Phi thường đề cao sự tha thứ bằng câu chuyện sau đây Có hai người thổ dân rất thù ghét nhau Một ngày kia, một trong hai người gặp cô gái nhỏ của kẻ thù mình trong rừng Hắn đã bắt lấy cô gái và chặt đứt hai ngón tay của cô bé Cô bé vừa chạy về vừa khóc lóc đau đớn còn tên hung thủ thì vừa đi vừa đắc chí hô lớn ta đã trả thù được rồi mười mấy năm sau cô bé đáng thương ấy đã lớn lên rồi có gia đình một hôm có một người ăn xin đến gõ cửa nhà cô cô nhận ra tức khắc người hành khất chính là kẻ đã chặt tay cô cách đây mười mấy năm không một chút ấn hờn không một lời trả đũa cô vội vàng vào nhà và mang thức ăn ra hầu hạ cho kẻ đã từng hành hạ mình khi người hành khách đã ăn no rồi người đàn bà liền đưa bàn tay cột mắt hai ngón cho ông ta xem và nói tôi cũng đã trả được thù rồi lấy ăn trả oán đó phải là phương châm hành động của người kia tôi chúng ta không có cách trả thù nào cao quý hơn bằng yêu thương tha thứ cho chính kẻ thù Nói như Thánh Phao Lô, chúng ta không mắc nợ với nhau điều gì ngoài tình thương mến. Chỉ có tình thương, chỉ có lòng tha thứ mới có thể tiêu diệt được hận thù. Lấy hận thù để tiêu diệt hận thù, lấy bạo động để tiêu diệt bạo động. Con người chỉ đổ thêm dầu vào hận thù và bạo động mà thôi. Cuộc cách mạng bạo động và đẫm máu nào cũng chỉ mang lại tang thương, chết chóc và không biết bao nhiêu hệ lụy khổ đau khác chỉ có một cuộc cách mạng duy nhất có thể cứu vãn được nhân loại đó là cuộc cách mạng mà chúa giê xu đã đề ra chỉ có cuộc cách mạng tình thương ấy mới có thể được tiêu diệt hận thù đó là cuộc cách mạng mà người ký tố chúng ta cần theo đuổi mỗi ngày thay vì tiêu diệt kẻ thù chúng ta hãy tiêu diệt chính sự hận thù trong tâm hồn chúng ta bài Tích ít lẽ sống